Tại cuộc họp với Ngoại trưởng 27 nước thành viên, Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại Joseph Borrell đã trình bày các phương án nhằm xác định và điều chỉnh lại quan điểm của châu Âu với Trung Quốc. Theo đó, châu Âu xem Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, đồng thời sẽ xác định quan hệ hai bên thông qua việc phân tích các hệ thống kinh tế và chính trị. Thừa nhận quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trở nên căng thẳng do lập trường của Trung Quốc với cuộc xung đột ở Ukraine, ông Borrell cho rằng các nước châu Âu không thể có quan hệ bình thường với Trung Quốc nếu Trung Quốc không sử dụng ảnh hưởng mà nước này có với Nga để tìm giải pháp chấm dứt khủng hoảng. Liên minh châu Âu đã đề xuất hạn chế xuất khẩu công nghệ nhạy cảm với 8 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ vận chuyển những công nghệ lưỡng dụng sang Nga, song chưa đưa ra quyết định cụ thể nào liên quan đến việc trừng phạt các công ty Trung Quốc. Cuộc họp ngày 12 tháng 5 của Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu không hướng đến việc đạt được bất kỳ kết luận cụ thể nào. Thay vào đó, cuộc thảo luận về Trung Quốc sẽ được tiếp tục tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.